bị rất quen thuộc ở cửa hàng tôi. Hôm nay lại xuất hiện, lại có, lại đăng lên với các bác cùng xem. Pioneer SA 8009, nó là một trong những mẫu âm ly hàng dòng của Pioneer, khá nổi tiếng, cùng 8008. Con này tôi bán giá hiện tại, giá bây giờ là 6,5 triệu đồng, hàng mã nguyên zin 100%. Đánh hai đôi loa AB, A cộng B, chỉnh bass check cho từng loa một. Đặc trưng cái con 8009 này nó như vậy. Đây là nút cần gạt tôn, gạt xuống thì mới có tác dụng cho bass check. Đây là loa trái, loa phải cho tép, vâng, trái cho phải cho bass. Cân loa và loa volume nằm trên cùng một đấy, vòng trong, vòng ngoài, hoạt động hoàn hảo luôn. Lao lớt, mô tinh là tiếng nhỏ. Cái này để giữa, nếu cắm các đường ở trên này phải để cái này giữa, đang cắm vào đường ống ấy. Vào đây. Chạy 8 con sò sắt nên là đánh tiếng rất hay luôn. Bán giá 6,5 triệu giá chuẩn luôn. Ngày xưa tôi bán nó rẻ hơn, bây giờ giá nó đã khác rồi. Nước sơn sau còn sáng bóng luôn, rất là mượt mà. Cầu chữ U chức năng làm bao dề. Bao dề là gì? Dề là phần chỉnh âm sắc cho một âm ly khác. Bao là phần đẩy, trở kháng từ 4 đến 16 ohm, loa A, loa B, 140W điện 100V. Nhưng nếu mà mọi người nhìn vào 140W, mọi người nghĩ là nó... Như những mẫu âm ly Pioneer đa phần nó ghi công suất nhỏ, nhưng quan trọng là cái cấu tạo của nó thôi. Tôi sẽ mở nắp ra mời các bác cùng xem. 8 con sò sắt, hình thức rất còn mượt mà. Đây là một trong những mẫu đi mà cửa hàng tôi bán rất nhiều. Đây, hàng trên hàng dưới. Sò Toshiba, 4 con hàng trên, 4 con hàng dưới. Tụ nguồn và nguồn. Hàng bãi nguyên zin 100%. Vỉ viếc còn rất đẹp luôn. Mới lau chùi sơ qua thôi. Vâng, tôi sẽ mở nhạc to với các bác cùng nghe. Đánh loa bass 30-40 được hết. Đặc trưng cái dòng 8008-8009 này nó rất nặng về bass. Tép thì Pioneer khỏi phải nói rồi, nghe nhạc vàng cực kỳ mềm mại. Nó sinh ra nhằm tìm kiếm mới quen nhau mà thương. Nó quê ngoài kia từ lâu. Thường cái dòng âm ly Pioneer có cái vòng trong này nó là vòng mạ bạc nên là nó hay bị chóc, nhưng con này vẫn còn đẹp này. Đa phần 99% là nhập về bị chóc hết. Còn quan trọng là những cái chỗ khác vẫn còn mượt mà. Vì cái này nó không phải là sơn nên nó phải chóc. Cái con này vẫn còn. Tôi lại gặp anh, người trai nơi chiến tuyến, sống trên vai bước về qua đường phố. Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ. Tôi ba như trâu luôn. Và bass 30-40 nó tẩn cho vỡ loa luôn. Vâng, xin cảm ơn. 6,5 triệu đồng giá chuẩn, ship toàn quốc qua Viettel, nhà xe khách, phí vận chuyển nếu mua chịu.
phí vận chuyển nó là cước đi lại của các bác thôi, các bác không đi được đến tận nơi các bác phải trả cho người khác mang đến, thế thôi, xin chào.